Xin chào các bạn đã quay trở lại với Radio Ma ở trên kênh Bì Bìm Bạp Bắp. Và tập tiếp theo của phần truyện Chú Hề Ma Quái của bộ phim X được sản xuất vào năm 2017. Ở tập trước thì Liên đã gia nhập nhóm bạn Những Kẻ Thất Bại. Hiện tại thì nhóm bạn của chúng ta đã có 6 người và họ đã có những thời gian vui chơi với nhau rất là vui ở ngay khu vực mỏm đá. Họ nhảy xuống bờ hồ và cùng nô đùa giỡn ở dưới bờ hồ. Giỡn một hồi mệt thì bọn họ cùng với nhau lên bờ để mà nằm tắm nắng. Mà mắc cười lắm. Giữa năm đứa con trai xuất hiện một đứa con gái. Mà bé này, tuổi của tụi nó lại tầm 13 tuổi, hiếu kỳ mà các bạn. Khi mà Liên nằm tắm nắng á, thì tụi này nó cứ nhìn Liên trân trân à. Ánh mắt hiếu kỳ kèm theo một cái sự kinh ngạc là không tin được là nhỏ này nó tham gia vô nhóm của mình luôn á. Kiểu vậy. Và giống như là đang ngắm một bông hoa đẹp thôi. Liên đang tắm nắng và lúc mà Liên trở mình nhìn cái đám nhóc này nè, thì tụi này nó bối rối, rồi nó giả bộ nó nhìn đông, nó ngó tay, nó ngó qua ngó lại. Thằng Tài nó không biết nó ngó đi đâu, thế là nó ngó vô trong cái cặp của thằng Khoa. Nó thấy ở trong cặp của Khoa có một cái thiệp, thì nó mới lấy ra. Thì cái thiệp đó là Khoa ghi cái bức thơ để mà tỏ tình với Liên á các bạn, nhưng mà không có ghi tên người gửi. Khoa mới vội vã giật lại cái tấm thiệp đó rồi nhét vô trong cặp. Thì Tài nó lại lục tiếp, nó lại thấy những cái tờ báo khác. Thì khi mà coi mấy cái tờ báo á, là những cái tờ báo mà Khoa in ra ở trong thư viện, nói về những cái vụ nổ xảy ra nhiều năm về trước ở thị trấn Derry, cũng như là những cái vụ cháy nổ ở trong thị trấn, thì mọi người mới xúm lại nói chuyện với nhau. Thì mới hỏi là tại sao Khoa lại đọc mấy cái này á. Thì Khoa nói là khi mà Khoa mới tới đây ở, không có bạn bè gì để đi chơi hết, Khoa hay đi vô thư viện để mà coi những cái thông tin này. Và Khoa nói á, thị trấn Derry, nơi mà họ đang ở, rất là khác với những nơi mà Khoa từng ở trước đây. Ngoài cái tờ báo nói về vụ nổ xảy ra vào ngày lễ săn trứng, khiến cho 102 người chết, trong đó có 88 người là trẻ em, thì còn có một vụ cháy xảy ra cách đó 27 năm, là vào năm 1962. Vụ cháy đó xảy ra ở một hộp đêm có tên là Black Spot, bởi vì nạn phân biệt chủng tộc. Trong khi mọi người đang nói chuyện rất là sôi nổi, Liên cũng tham gia chạy tới ngồi cạnh Bình, tại vì lúc đó thì Bình đang cầm trên tay những cái tờ giấy đó. Thì Bình mới nhìn qua Liên và nói là tóc của cậu. Bình á, thì kiểu cà lăm mà các bạn nói lắp ba lắp bắp, chưa kịp nói hết câu nữa. Thì Khoa đã nói rồi, Khoa nói tiếp là tóc của cậu rất là đẹp. Liên quay qua nhìn Khoa cười rồi cảm ơn thôi. Mọi người lại tiếp tục xem những cái hồ sơ mà Khoa in ra, thì mới thắc mắc, ủa sao thị trấn mình cái gì mà toàn mà chết chóc với lại trẻ em mất tích không vậy? Khoa mới nói là cái thị trấn Derry này rất là khác biệt so với những nơi mà Khoa ở trước đây. Có người đã phân tích là ở trong cái thị trấn Derry này nè, những số người chết và người mất tích á, gấp 6 lần so với con số trung bình của cả nước. Là đặc biệt là những người sống ở Derry này nè, là gặp những cái trường hợp mất tích, những cái trường hợp chết bất đắc kỳ tử, hoặc là những cái tai nạn khủng khiếp á, là nó gấp 6 lần so với cả nước luôn các bạn. Năm người bạn còn lại hoang mang nhìn nhau, bởi vì họ từ nhỏ cho tới lớn đã sống ở đó rồi, cho nên đã quen với cái cuộc sống như vậy và cũng không có để ý lắm, cho tới khi bạn Khoa nói cho họ biết. Khoa còn nói cái chỉ số trung bình đó là chỉ cho người lớn, còn con nít á, là cái chỉ số đó kiểu như là trẻ em dưới 18 tuổi á, là cái con số đó nó còn lớn hơn như vậy rất là nhiều nữa, còn có nhiều sự kiện xảy ra, tai nạn xảy ra với trẻ em nữa. Khoa nói là nhưng mà những cái đó thì để ở nhà của Khoa rồi, nếu mà mọi người muốn biết thì có thể qua nhà của Khoa chơi rồi Khoa sẽ cho mọi người thấy. Và thế là cả 6 người bạn cùng lái xe đến nhà của Khoa. Mà dễ thương lắm các bạn, vừa chạy tới nhà của Khoa thôi thì ông Khoa họ ông chạy thục mạng, chạy một cái veo vô trong phòng của Khoa trước tiên. Tại vì không phải là để mở cửa cho các bạn của mình đâu, mà là Khoa chạy vô phòng của Khoa để mà nhìn xung quanh coi là có cái gì nó bừa bộn hay là nó kỳ quặc quá, thì Khoa vội vàng cất đi để cho những người bạn khác vô nhà của mình chơi. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên mà Khoa dẫn bạn về nhà chơi, vô phòng của mình chơi mà. Khi mà đi vô trong phòng của Khoa thì thông tin được dán đầy hết tất cả các bức tường, trong đó có những cái thông tin như sau. Thị trấn Derry ban đầu vốn dĩ là một trại để mà bẫy hải ly thôi, và có 91 người đã ký vào trong cái hiến chương để thành lập nên thị trấn Derry. Tuy nhiên vào mùa đông sau đó thì tất cả 91 người này đều bị mất tích và không để lại bất cứ một dấu vết gì hết. Người ta đồn là do bị người da đỏ giết, tuy nhiên lại không có bất cứ một cái cuộc chiến nào hết. Rồi sau họ lại nghĩ là do bệnh dịch hay là một cái gì đó đại loại như vậy. Rồi một ngày nọ mọi người đều rời đi hết, manh mối duy nhất mà còn sót lại đó là một cái dải quần áo đầy máu.
dẫn đến một cái nhà kho, và ở trong cái nhà kho đó nó có một cái giếng tròn. Khi mà nghe đến đây thì Bình ngay lập tức chú ý đến cái giếng tròn và Bình hỏi là thế ngôi nhà đó ở đâu? Cái nhà kho á các bạn, Khoa thì cũng không biết cái nhà kho đó nằm ở đâu hết, bởi vì Khoa cũng chỉ mới tới thị trấn thôi mà. Mọi người nói chuyện được một lát rồi thì cũng giải tán ai về nhà nấy, đi một mình thôi các bạn chứ không có đi chung với nhau. Khi này thì Thiện đang trên đường đi một mình về nhà, mà các bạn cũng biết là Thiện rất là sợ dơ, sợ những cái con virus, sợ những cái vết lở loét, nói chung là sợ bệnh, sợ tùm lum tùm la hết á, sợ những cái có liên quan tới sức khỏe. Thì đang trên đường đi về, Thiện có đi ngang qua một cái nhà mà nó bị bỏ hoang, nhìn vô giống như cái tòa lâu đài của bà phù thủy mà bị bỏ hoang lâu ngày á, bằng gỗ rồi nó sụp sệ, nhìn nó tăm tối. Đã vậy ở trước nhà nó còn có một cái cây khô cằn quắt queo nữa. Khi đi ngang qua cái nhà đó thì đột nhiên Thiện dừng lại, nhìn vào bên trong nhà thì cánh cửa nhà từ từ mở ra. Từ bên trong nhà có tiếng vọng ra gọi: Thiện, Thiện, Thiện ơi, mày đang tìm gì thế? Lúc này là Thiện đang lấy thuốc ở bên trong giỏ ra uống. Không biết là Thiện bị cái bệnh gì mà lúc nào cũng uống thuốc luôn các bạn. Uống một lần có chục viên như vậy, cho nên lúc nào trong túi của Thiện cũng có một cái hộp để đựng thuốc. Thì Thiện mới lấy cái hộp đó ra để uống, mà lúc đó thì sợ quá, tại vì nghe cái tiếng người gọi mà từ trong cái nhà hoang vọng ra nữa. Thế là Thiện mới đánh rơi những cái viên thuốc đó xuống đường. Thiện vội cúi xuống nhặt những cái thuốc đó lên. Thì khi mà đang nhặt thuốc á, thì cũng có một bàn tay chạm vào tay Thiện. Bàn tay đó nhặt một viên thuốc màu đỏ lên đưa cho Thiện và nói rằng: mày nghĩ thuốc này có thể giúp cho tao không hả Thiện? Sau đó ụp vào mặt của Thiện là một gương mặt biến dị của một người đàn ông, tóc tai bù xù, gương mặt thì lở loét, hai con mắt thì một con hả nó để bị rớt tròng ra bên ngoài, cái mũi thì biến dạng bị mất, không có cái mũi trên gương mặt luôn nha, miệng thì méo xệch, nước dãi chảy lòng thòng, máu me mụn mũ vết lở loét đầy trên khuôn mặt của người đàn ông đó. Ông ta ụp thẳng cái mặt tới đối diện với mặt của Thiện, nhìn y hệt như zombie vậy đó các bạn. Thiện sợ hãi lùi lại phía sau, vừa lùi vừa la lên: cứu, cứu, cứu tôi với. Nhưng mà đâu có ai cứu Thiện đâu. Người đàn ông đó dí Thiện, Thiện cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, chạy một hồi là ra đằng sau cái nhà bỏ hoang đó. Thiện cứ cắm cổ vừa chạy vừa ngó ra sau, thấy ông ta vẫn cứ dí. Một hồi nữa thì đột nhiên ông ta biến mất. Nhưng mà thay vào đó là có một người đàn ông đang đứng trước một cái giống như là cái nhà kho các bạn. Không có thấy rõ đồ của người đàn ông đó, chỉ thấy là ông ta bận một cái bộ đồ của chú Hề. Cái đầu của ổng thì bị che bởi một cái bong bóng màu đỏ. Ở trên đầu của ổng thì có rất là nhiều cái bong bóng bay, nó xếp thành hình tam giác ngược. Mà cái đỉnh của tam giác là cái vị trí cái bong bóng che đi cái đầu của ổng. Rồi từ từ cái bong bóng đó bay lên một xí nữa, để lộ ra gương mặt của chú Hề. Pennywise. Pennywise nhìn Thiện và nói rằng: cậu đi đâu vậy? Nếu cậu thích thì đây có thể trở thành nhà của cậu đó. Cậu có thể lơ lửng ở dưới này này. Hãy đến và ở cùng với gã Hề này đi, Thiện à. Tất cả chúng ta đều sẽ lơ lửng. Nghe tới đây là Thiện xanh mặt mày rồi các bạn. Thiện bỏ chạy, cũng may là đằng sau lưng của Thiện có cái hàng rào, nhưng mà cái hàng rào đó nó bị rách, nó có một cái khoảng để cho Thiện chui ra và bỏ chạy. Thiện bỏ chạy đi. Lần cuối cùng Thiện quay ra sau nhìn thì tất cả những cái bong bóng đó nó đều nổ tung. Cuối cùng thì Thiện cũng có thể an toàn chạy về nhà của mình. Bây giờ thì sẽ tới người bạn tên Liên của chúng ta nhé. Liên bình an đi về nhà không sao hết. Khi mà về tới nhà, Liên lục ở trong cặp sách ra một cái bức thư. Là bức thư mà Khoa đã lén bỏ vô trong cặp của Liên á các bạn. Nhưng mà trong cái bức thư đó thì không có để tên người gửi, chỉ để là người ngưỡng mộ bí mật thôi. Liên cầm cái bức thư, đi vô nhà vệ sinh đóng cửa lại. Sau đó thì ngồi ở trong bồn tắm á, cầm cái bức thư đọc. Thì đó là một cái bài thơ: mái tóc em là ngọn lửa mùa đông, là than hồng tháng giêng, trái tim tôi cũng bị thiêu cháy ở đó. Gửi Liên từ người ngưỡng mộ bí mật. Thì khi mà đọc cái bức thư đó, Liên chỉ nghĩ cái bức thư đó là do Bình gửi thôi, mà thấy vẻ mặt của Liên rất là vui luôn á các bạn. Giống như là được nhận thư
tỏ tình của crush vậy đó. Cho nên vui lắm, thích lắm, cứ cười tủm tai tủm tỉm. Sau đó còn ôm cái bức thư đó vào bên trong lòng nữa. Rồi bây giờ sắp tới là một cái phân cảnh phải nói là nó máu me, tè le tét lét. Bắp để ý là tất cả những cái khung cảnh gì mà nó đáng sợ nhất cả về tinh thần lẫn thể chất á, thì nó đều diễn ra với bà Liên này hay sao á các bạn ơi. Lúc mà Liên đang đắm chìm trong sự hạnh phúc, trong niềm vui lâng lâng, thì đột nhiên Liên nghe thấy tiếng gọi phát ra từ ngay chỗ cái bồn rửa mặt. Chính xác là từ cái cống ở ngay chỗ cái bồn rửa mặt phát ra âm thanh là: "Cứu, cứu tớ với, Liên ơi, cứu tớ với. Bọn tớ đều rất muốn gặp cậu, Liên ơi. Tất cả chúng ta sẽ lơ lửng ở dưới này. Lại gần đây, có muốn xem không? Có muốn xem chúng tôi lơ lửng không?" Thì Liên cũng có hỏi là ai đó. Tất cả những cái giọng nói đó xưng tên nha các bạn. Và những cái tên đó là những cái tên của những đứa trẻ bị mất tích ở bên trong thị trấn. Nó cứ kêu là Liên xuống đây chơi với tụi nó, rồi lơ lửng với tụi nó. Liên khi này mới kè con mắt vô trong cái ống thoát nước ở bên trong cái bồn rửa mặt á. Chả biết thấy được cái gì ở trong đó mà cứ kè con mắt vô nhìn. Không thấy gì hết, Liên mới lén đi ra bên ngoài phòng khách. Thì lúc này ba của Liên đang ngủ. Liên lấy cái thước cuộn của ba Liên đi vô bên trong đó. Cái thước cuộn mà thước dạng như là thước đo công trình đó các bạn. Thì đi vô trong nhà vệ sinh, Liên mới thả cái thước cuộn đó xuống, xem thử xem là ở dưới đó bao sâu. Khi mà đẩy cái thước xuống một hồi thì tầm khoảng chừng lúc cán của cái thước đó luôn á, là khoảng chừng 25 feet thì phải. 25 feet là tầm khoảng chừng 7 cho tới 8 mét đó các bạn. Thì khi đã biết được độ sâu của nó rồi, kiểu như là Liên tò mò muốn biết thôi, thì Liên mới thu cái thước cuộn đó vô. Lúc mà cái thước cuộn đó sắp cuộn lại hết rồi á, còn khoảng chừng 10-15cm á, thì cái khúc đó nó dính đầy máu. Kiểu như là mình gần cuộn hết cái cuộn dây đó lại á, thì cái khúc cuối cùng nó dính máu các bạn. Lúc mà kéo lên hết á, thì có máu hòa với tóc. Cái tóc đó kéo rất là dài. Liên cầm cái thước dây kéo lên mà nguyên một cái đoạn tóc dài thiệt là dài, nhúng đầy máu mà nó dính bệt vô trong tóc á, nhìn nó rất là kinh luôn á, nó kiểu như dơ. Đột nhiên tựa dưới ống nước á các bạn, có quá trời tóc nó tủa lên, mà những cái sợi tóc này nó rất là mạnh, nó quấn vào trong tay rồi nó quấn vào trong cổ của Liên, nó kéo Liên giật ngược đầu của Liên xuống dưới cái bồn rửa mặt. Liên la lên là ba ơi bơi, cứu con, nhưng mà không có thấy ai chạy vô cứu Liên hết. Mà cái đầu của Liên cứ bị cái tóc á, nó rỉ vô trong cái bồn rửa mặt. Khi mà nó rỉ sát xuống cái bồn rửa mặt rồi á, Liên thì cái miệng cứ hả ra và la lên là cứu con. Từ ở bên dưới cái ống cống á các bạn, ngay chỗ cái chỗ mà cho nước chảy xuống á, có nước chảy ngược trở lên, mà không phải là nước, mà là máu. Nó phun từ ở bên dưới, nó phun lên, giống như là một cái dòi máu á, nó phun ngược trở lên, rồi nó phun thẳng lên trên trần nhà. Nó phun mà giống như là một cái ống nước nó bị bể, nó phun trào ra như vậy. Mà thay vì là nước thì đó là máu đỏ chét luôn. Liên ráng giật cái người mình ra thì cuối cùng cũng giật ra được. Liên té sổng xoài xuống dưới sàn nhà và nhìn trân trân vào ngay chỗ cái bồn rửa mặt. Nước nó vẫn cứ phun, à không, máu nha các bạn, nó vẫn cứ phun phụt. Nguyên một cái nhà vệ sinh phủ máu không là máu. Không có chỗ nào là không có máu. Nó phụt ra mà nó phủ hết nguyên một cái nhà vệ sinh đỏ chét luôn các bạn. Đột nhiên ở bên ngoài có người mở cửa bước vô, thì đó là ba của Liên. Ông mới hỏi Liên là chuyện gì vậy. Liên chỉ vô trong cái bồn rửa mặt kêu là máu, quá trời máu. Mặt của Liên rất là hoảng loạn, rất là sợ các bạn, không có nói nên lời luôn. Nhưng mà trái ngược với cái sự sợ hãi của Liên thì ba của Liên cảm thấy rất là bình thường. Tức là ổng không hề cảm thấy cái sự gì bất thường ở bên trong cái nhà vệ sinh hết. Giống như là cái nhà vệ sinh nó vẫn bình thường. Nhưng mà trong mắt của Liên nhìn á, thì đó là một cái nhà vệ sinh đẫm máu. Ông mới tiến tới ngồi cạnh chỗ của Liên. Ông nhìn Liên, ông nói: "Con làm cho ba lo đó." Rồi ông vuốt tóc của Liên, ông hỏi: "Sao con cắt tóc vậy? Nhìn con giống như con trai vậy." Sau đó thì ông đi ra bên ngoài và đóng cửa lại. Liên thì vẫn sợ hãi, hoang mang. Người của Liên ướt đẫm máu luôn các bạn. Tại vì máu nó phụt lên người của Liên mà. Người của Liên và cả căn phòng đó đẫm máu. Nhưng mà ba của Liên thì không thấy gì hết, thấy bình thường. Thì không biết là Liên bị ảo giác hay là ba Liên không thấy được cái đó thì chưa biết. Quay về phần của Bình, thì ở nhà Bình đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, thì có nước ở trên trần nhà nó nhiễu xuống. Thì Bình không có ngủ được, thức dậy đi qua phòng của em trai, phòng của bé Minh á, thì có những cái món đồ chơi mà bé Minh vẫn để lại á. Cầm lên rồi Bình ngồi, Bình nhớ em. Đột nhiên Bình thấy có cái bóng nó in lên trên cái cửa phòng.
rồi nó thoáng nó đi qua. Thì đó là cái bóng của một đứa nhóc nhỏ thôi các bạn, rất là giống với bóng của bé Minh. Bình mới đi xuống dưới phòng khách thì Bình thấy rõ ràng là bé Minh nó đang chạy xoẹt qua. Và cái hướng nó chạy là chạy xuống dưới cái tầng hầm, cái chỗ mà ngày xưa Bình kêu bé Minh đi xuống dưới đó để lấy sáp đèn cầy lên đó các bạn. Khi mà Bình đi xuống dưới cái tầng hầm á, thì Bình thấy Minh xuất hiện với bộ dạng giống như cái ngày mà em ấy bị mất tích vậy, vẫn bận cao mưa màu vàng, mang đôi giày cao su màu xanh lá cây. Và bé thì đứng nép ở bên trong một cái góc tủ á. Thằng nhóc nó nhìn Bình và nó nói: "Em lỡ làm mất con thuyền rồi, anh đừng giận em nhé." Bình mới trả lời là: "Anh không có giận em đâu." Mà không biết là do trời mới mưa cho nên khiến cho tầng hầm bị ngập, hay là do ảo giác của Bình không rõ. Chỉ biết là ở dưới tầng hầm á, nước nó lưng chừng cỡ ngang đầu gối á các bạn. Thì bé Minh nó đứng ở một góc, nó cứ nói chuyện với Bình như vậy. Rồi nó nói là con thuyền bị mất á, là do bị cuốn trôi đi thôi. "Nhưng anh Bình, nếu như mà anh đi với em thì anh sẽ được lơ lửng giống như em." Mà cái giọng nói của nó vẫn là giọng nói trong trẻo của một đứa con nít 6 tuổi. Nhưng mà vẻ mặt của bé Minh không có giống như bình thường, giống như là gương mặt của bé Minh nhưng mà hệ điều hành là robot đó các bạn. Cái miệng thì cười nhưng mà khiến cho người đối diện phải cảm giác sợ hãi. Rồi nó cứ nói là anh sẽ lơ lửng, anh sẽ lơ lửng, anh sẽ lơ lửng. Và nó cứ lặp đi lặp lại cái từ đó: anh sẽ lơ lửng, anh sẽ lơ lửng, anh sẽ lơ lửng, anh sẽ lơ lửng. Cái âm thanh á thì từ giọng nói trong trẻo của một đứa con nít, nó từ từ biến thành một giọng nói trầm, thấp, giống như là giọng nói của một người đàn ông, như từ âm phủ vọng về vậy đó: "Anh sẽ lơ lửng, anh sẽ lơ lửng, anh sẽ lơ lửng." Và mỗi một lần cái từ đó lặp đi lặp lại á, thì gương mặt của Minh cũng dần dần biến dạng theo. Nó từ một gương mặt rất là xinh xắn dễ thương giống như lúc Minh mất tích, nó trở nên giận dữ, cáu giận hơn. Có những đường gân xanh nổi lên trên gương mặt của Minh. Cặp mắt của Minh dần trở nên đục ngầu và làn da của Minh xuất hiện những cái lỗ. Đoạn này ai mà sợ lỗ coi hơi bị dị nha. Bắp không sợ lỗ mà bắp thấy nó còn ghê ghê nữa. Ý là cũng sợ đó các bạn nhưng mà sợ ít. Và mỗi một lần nó lặp lại cái từ "anh cũng sẽ lơ lửng, anh cũng sẽ lơ lửng", thì gương mặt của Minh lại càng biến dạng một cách đáng sợ hơn. Những cái lỗ nó xuất hiện sâu hơn và nhiều hơn trên gương mặt của Minh. Không những thế, còn có một cái đầu từ ở dưới mặt nước từ từ trồi lên, với một mái tóc ướt sũng màu đỏ. Đó là cái đầu của chú hề Pennywise. Nó vừa trồi lên vừa nắm tay của bé Minh. Nó trồi lên sát cạnh bé Minh luôn các bạn. Bé Minh nó cứ lặp đi lặp lại câu nói: "Anh cũng sẽ lơ lửng, anh cũng sẽ lơ lửng, anh cũng sẽ lơ lửng." Cho đến khi thằng hề Pennywise nó trồi lên tới phần ngực rồi, thì bùm, hình ảnh của Minh bị vỡ tan thành một vũng máu. Sau đó thì Pennywise đứng dậy và vồ về phía của Bình. Bình sợ hãi chạy lên trên lầu. Khi mà nó vồ chụp tới chỗ của Bình thì cũng vừa hay Bình rời khỏi cái tầng hầm đó. Pennywise đập đầu vào trong cái cầu thang. Không có hẳn là đập đầu để bị thương mà kiểu như nó té thôi các bạn, kiểu gọi là té sấp mặt đó. Sau đó thì từ từ nó trườn cái đầu và rút lại về vị trí cũ. Con mắt của nó trợn ngược lên, chỉ còn có tròng trắng thôi. Những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra với nhóm bạn của chúng ta. Và qua ngày hôm sau thì Liên mới gọi nhóm bạn những kẻ thất bại nè tới nhà của Liên để mà xem thử, xem là do một mình Liên nhìn thấy hay là tất cả mọi người đều thấy, chỉ có ba Liên là không thấy. Liên ngồi ở trước cửa nhà hồi hộp chờ đợi thì cuối cùng 6 người bạn này cũng tới nơi. Thì Liên mới kêu là đi vô trong nhà, Liên có cái cho mọi người coi. Nhưng mà cần có một người ở ngoài canh chừng, lỡ như mà ba Liên về mà thấy Liên cho con trai vô trong nhà thì ổng sẽ nổi cáu lên, rồi ổng sẽ kiểu như là rất là giận dữ á. Cho nên phải có người đứng ở ngoài để canh chừng. Thì mọi người mới cho Tài đứng ở ngoài canh, bởi vì Tài là người giỏi ăn nói nhất, gặp ai cũng bắt chuyện được hết. Thì thằng Tài nó cũng sợ, nó nói chứ: "Ê ê, tụi bay đi vậy là lỡ như ba nó về thiệt rồi tao làm sao?" Thì mấy đứa bạn mới kêu: "Thì làm cái mà giống như mày hay làm á, nói chuyện." Tại nó nói nhiều lắm. Sau đó thì Tài đứng ở ngoài canh, còn 5 người còn lại cùng với Liên đi vô trong nhà của Liên, đi vô trong cái nhà vệ sinh. Khi mở cửa ra thì tất cả 5 người bạn còn lại đều nhìn thấy là cái nhà vệ sinh phủ đầy máu nha các bạn. Tức là tất cả những gì mà Liên trải qua nó là thật. Liên bị tóc cuốn vô, bị giật vô trong cái bồn rửa mặt, rồi máu nó phụt lên mặt của Liên, rồi xung quanh hết tất cả cái nhà vệ sinh là máu thật. Tất cả mọi người đều thấy, chỉ có ba của Liên là không thấy mà thôi. Liên cũng thở phào nhẹ nhõm khi mà thấy những người khác cũng nhìn thấy máu giống như mình, chứ mình không có bị điên. Bình mới nói với mọi người là
Họ không thể rời đi, để cái chỗ như vậy mà rời đi. Và thế là cả năm bạn nam cùng với Liên đi vô trong nhà vệ sinh để mà dọn hết mấy cái máu đó đi. Chùi rửa dọn dẹp da cho sạch sẽ hết cái nhà vệ sinh. Có cảm giác họ không chỉ là bạn bè bình thường nữa, mà họ đã có một cái sự gắn kết với nhau giống như là tình anh chị em ruột thịt đó các bạn. Nếu như một người gặp nạn thì người khác sẽ không thể nào ngó lơ. Và cho dù là người đó chưa kịp nhờ vả nữa, nhưng mà họ cũng sẽ chủ động để giúp đỡ. Thì cái phân đoạn này khiến cho Bắp cảm thấy rất là dễ thương và rất là cảm động về cái nhóm bạn này luôn. Mọi người xắn tay áo lên và dọn dẹp cái nhà vệ sinh, mặc dù biết cái máu đó nó rất là ghê, nó rất là dơ, mà chả biết là máu này là máu của ai, máu từ đâu ra. Nhưng mà họ vẫn dọn dẹp rất là nhiệt tình cho đến khi cái nhà vệ sinh sạch kinh kít luôn. Trong lúc đang dọn dẹp á, thì Khoa đi ra bên ngoài hành lang thì có ngó qua một cái phòng đang mở. Thì nhìn vô thì cũng biết đó là phòng của Liên. Chỉ có nhìn sơ qua thôi thì Khoa thấy á, cái tấm thiệp mà Khoa đã bí mật bỏ vào bên trong giỏ của Liên á, thì Liên đọc xong rồi á, Liên để lên trên cái giường á, thì Khoa nhìn thấy, thì Khoa cũng hiểu là à, Liên đã đọc rồi, Liên đã nhận được cái thư đó rồi, chứ không phải là nó còn nằm ở trong cái cặp. Cho nên Khoa cũng mỉm cười, rồi sau đó thì quay đầu đi ra dọn dẹp tiếp với mọi người. Khi mà Khoa đi ngang qua cái nhà vệ sinh, lúc này là dọn sạch rồi các bạn, thì đang đứng nói chuyện ở trong nhà vệ sinh á, là có Liên và Bình. Thì Khoa thấy hai người đó nói chuyện khá là hợp với nhau á, thì cũng khiến cho Khoa cảm thấy hơi buồn buồn, tủi tủi. Thế là Khoa cũng bưng đồ rồi rời khỏi chỗ đó. Khi mà Liên và Bình đứng nói chuyện với nhau á, thì Liên mới giải thích. Liên nói là những cái lời đồn về Liên không có phải là sự thật đâu. Từ trước cho tới bây giờ, Liên chỉ hôn duy nhất có một người thôi. Và đó là một nụ hôn rất là đẹp. Vừa nói Liên vừa cười tủm tỉm các bạn. Thì đó là cái nụ hôn năm học lớp 3 của Liên với Bình hôn nhau đó. Thì Bình nghe, Bình cũng mỉm cười tủm tỉm vậy đó. Liên cũng có đọc cái bài thơ của cái người ngưỡng mộ bí mật á. Mái tóc em là ngọn lửa mùa đông, nhưng mà mặt của Bình á cứ đần ra rồi hỏi. Cái đó là một cái cô trong vở kịch hả? Thế là Liên cũng hiểu là à, cái người gửi thư cho mình á không có phải là Bình, mà là một người nào khác. Liên mới nói là à không, không sao đâu, à, quên đi, không có chuyện gì đâu. Thì Bình mới nói với Liên á, là thực ra là Bình cũng chưa bao giờ tin vào những cái lời đồn đó hết. Với lại nhóm bạn The Loser Club á, nhóm những kẻ thất bại, thì không ai trong tất cả bọn mình là kẻ thất bại đâu. Bình nói là tất cả mọi người ở trong nhóm rất là thích chơi với Liên. Thế là Liên mỉm cười, dễ thương lắm các bạn. Liên nói cảm ơn. Bình mới trêu, Bình nói đừng có nói cảm ơn, nếu như mà cậu tham gia vào nhóm của tớ thì cậu cũng trở thành kẻ thất bại đó. Giống như là cái tên của nhóm vậy. Liên cười và nói là mình chấp nhận mà. Sau khi đã dọn dẹp xong nhà vệ sinh rồi thì tất cả mọi người đều rời đi. Thì trong lúc đi nói chuyện với nhau ấy, thì Tài cũng kiểu chọc chọc mọi người. Rồi Tài nói là chắc là do Liên tưởng tượng là có máu phun trào ra cái thứ. Nhưng mà Bình thì nói là không. Bình tin tưởng là không phải là do Liên tưởng tượng, mà bởi vì Bình cũng thấy một cái thứ gì đó rồi. Mọi người mới khựng lại và tất cả đổ dồn ánh mắt về phía của Bình. Sang mới hỏi là cậu cũng thấy máu à? Bình nói là không phải là máu, nhưng mà Bình thấy bé Minh. Nhìn y chang như Minh, nhưng mà Bình biết nó không phải là bé Minh, nó chỉ giống bé Minh thôi. Rồi bên cạnh đó còn có một thứ khác. Thiện mới chen vô nói là một tên hề đúng không? Tất cả mọi người nhìn nhau. Liên á, thì chưa có nhìn thấy cái tên hề đó. Tuy nhiên thì Liên bị thấy cái hiện tượng kỳ lạ là thấy máu. Bình á, thì vừa mới thấy ở dưới tầng hầm ở trong nhà của Bình. Bởi vì nhóm bạn này vẫn chưa biết tên của tên hề đó là cái gì á các bạn. Thì Khoa thấy tên hề ở bên trong thư viện. Sang thì không có thấy tên hề đó, nhưng mà cũng thấy một cái điều đáng sợ khác. Đó là cái hình ảnh méo mó của người phụ nữ ở trong bức tranh ở nhà của Sang. Thiện thì cũng thấy cái hình ảnh đáng sợ của một tên giống như là zombie. Và sau đó là sự xuất hiện của tên hề. Duy nhất chỉ có một người chưa thấy cái gì hết, chưa thấy tên hề xuất hiện, cũng chưa thấy bất cứ một cái gì có liên quan tới sự sợ hãi, đó là Tài. Tài mới nhìn mọi người và nói, ủa gì kỳ vậy, sao ai cũng thấy hết, con mình chưa thấy vậy. Tài còn nói chứ, bộ chỉ có trai tân mới thấy mấy cái này thôi hả? Kiểu Tài là hay giỡn mấy cái câu là ta đây là trải đời, mấy này là trai tân, được các thứ, cái kiểu vậy đó. Nhưng mà ổng thì không có biết cái gì nhất nhóm luôn á, nhưng mà cứ thích giỡn giỡn nhây nhây vậy đó. Thì đang nói chuyện với nhau, mọi người mới nhìn qua một hướng á, thì thấy có một chiếc xe hơi. Thì cái xe này là xe của tụi thằng Kỳ, cái tụi mà hay đi ăn hiếp người ta, mà bây giờ chỉ còn có 3 thằng thôi đó các bạn. Thằng Đức mất tích rồi, giờ chỉ còn có thằng Kỳ, thằng Khôi với thằng Quang thôi.
Mới ban đầu nhìn thấy cái chiếc xe hơi á, thì nhóm bạn tính là rời đi rồi. Nhưng mà mọi người bỗng khựng lại khi mà thấy cạnh đó có một chiếc xe đạp. Tại vì trong thị trấn á, đi học thì cũng chỉ có mấy đứa nó gần gần đó cho nên nó biết nhau. Biết thôi chứ không có chơi chung với nhau. Biết là chiếc xe đạp đó là chiếc xe đạp của thằng Hùng. Hùng là học sinh nội trú ở trong trường. Rồi thấy xe đạp nằm đó, chiếc xe hơi nằm cạnh đó là hiểu rồi đó. Là cái đám kia chắc là nó bắt Hùng đi vô trong rừng rồi nó đánh đập dĩ trong đó. Rồi mọi người mới suy nghĩ phân vân là có nên đi giúp hay là không. Thế là Liên, trội lại là Liên, dễ thương dễ sợ luôn các bạn. Liên ngay lập tức nói, chúng ta phải đi giúp cậu ấy. Bởi vì biết là Hùng gặp nạn đó là phải đi giúp. Năm bạn còn lại mặc dù cũng có người phân vân đó nhưng mà thôi kệ, chạy theo Liên trước đã rồi tính gì tính tiếp. Và quả thật, Hùng đang bị đám ba thằng kia nó đè đầu xuống nó đánh. Mấy cái thịt mà đáng lẽ ra là Hùng phải đem đi giao cho người ta thì nó trải cái thịt xuống dưới đất. Nó lấy đầu của Hùng, nó đạp đầu của Hùng xuống ép vô trong mấy cái miếng thịt đó. Kêu là mày thịt nè mày ăn đi. Thì trong lúc mà bị đánh rồi bị ăn hiếp như vậy đó, thì Hùng nhìn qua một góc cái phía đối diện, Hùng thấy Pennywise, một tên hề quái dị, trên tay của hắn đang cầm một cánh tay người. Và đó là cánh tay của một đứa con nít nha các bạn, cánh tay còn nhỏ xí à. Nó cầm cái cánh tay đầy máu, cái miệng của nó vẫn còn dính đầy máu. Nó cầm cánh tay, nó quắc 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 quắc, nó vẫy Hùng. Khi mà Hùng cố chống trả lại thì bị thằng Kỳ đè xuống. Nó vung tay lên và tính giáng vào đầu Hùng một cái đau điếng. Nhưng chưa kịp xuống tay thì đã bị một viên đá đập một cái bụp vào đầu của nó. Người nổ phát súng đầu tiên không ai khác chính là Liên. Viên đá mới vừa đáp vô đầu của thằng Kỳ chính là Liên ném đó các bạn. Sang quay qua nhìn kêu, ồ ném hay đó. Khi này tụi kia bị phân tâm cho nên Hùng có cơ hội để mà chạy qua bên kia sông. Thì có một con sông ở giữa. Nhóm The Loser thì đứng ở bên đây. Còn nhóm mấy thằng ăn hiếp, mấy thằng mất dạy thì ở bên kia. Hùng mới chạy qua cái nhóm của Liên. Rồi hả, mấy cái thằng Kỳ đó nó mất dạy lắm. Nó quay qua nó thấy Liên đi chung với một đám con trai. Thì nó chửi tục, chửi thề rồi nó nói mấy câu tục tiểu lắm. Kiểu như một đứa con gái đi chung với một đám con trai mà gặp mấy cái mỏ hổn của mấy cái thằng mà chuyên gia ăn hiếp người ta thì các bạn cũng tưởng tượng ra những cái lời thô thiển và tục tiểu như thế nào phát ra từ miệng của tụi nó. Thì khi mà tụi nó hả miệng ra nguyên một cái đám bên đây, nhóm những kẻ thất bại của chúng ta đó lụm đá lên chọi tụi nó. Rồi có một trận chiến chọi đá giữa hai bên. Bên kia thì chỉ có ba thằng thôi. Bên đây á thì bây giờ là có thêm ông Hùng nữa, là chúng ta có 7 người rồi. Là Liên, một mình Liên là con gái, còn lại 6 người là con trai. Lần lượt lụm đá chọi qua bên kia. Thì bên kia hả, nó có mạnh hoặc là nó có to con như thế nào thì nó cũng không thể nào nhanh bằng 7 người ở bên đây. Thực ra thì 7 người ở bên đây thì chỉ có 6 người ném thôi, còn Hùng thì không có ném. Tại vì hồi nãy bị đánh cũng còn đau á các bạn, cà lết nằm ở một góc. Mà 6 người bạn còn lại của mình ném rất là nhiệt tình, dồn hết tất cả mọi sự căm phẫn từ trước cho tới bây giờ dồn vô trong cái cục đá và ném thẳng vào đầu của tụi nó. Mà được cái là ném trúng cũng khá là chuẩn nha. Ba thằng đó sức đầu mẻ tráng, vừa ném vừa chửi nhau thấy cũng vui lắm. Một hồi nữa thì hai thằng nó bỏ nó chạy. Thằng Hôi, thằng Quang nó chạy. Còn lại thằng Kỳ thì nó chạy không nổi luôn. Nó cũng mặt tái xanh nè các bạn. Tức là nó nghĩ là tụi này sẽ không dám phản kháng đâu. Không có kiểu như là liều như vậy đâu. Nhưng không, lần này là tụi kia nó phản kháng, khiến cho thằng Kỳ phải nhìn bằng một con mắt khác. Tuy nhiên nó ghét, chứ không có kiểu là nó sợ hay gì hết. Chỉ là lúc đó nó yếu thế hơn, cho nên nó bị ném cho vỡ đầu, rồi nó nằm xuống dưới đất. Thì nhóm thất bại đâu có muốn gây sự đâu, ném đá xong rồi thì bỏ đi thôi. Trước khi đi, thằng Quỷ Tài là thằng mà nó nhiều chuyện nhất. Nó còn quay ra nó chửi thằng Kỳ một câu nữa. Sau đó thì nó giơ cái ngón giữa lên, nó chửi thằng Kỳ, rồi nó mới bỏ đi. Cái nết cũng mỏ hổn lắm. Bây giờ thì chính thức nhóm những kẻ thất bại của chúng ta, thất là bao nhiêu? Thất là 7. Thì bây giờ đã có đủ 7 thành viên. Bình, Tài, Sang, Thiện, Khoa, Liên và bây giờ có thêm Hùng nữa. 7 người cùng với nhau rời đi. Hùng mới nói với mọi người là các cậu không có nên làm như vậy đâu. Nếu mà giúp tớ thì kiểu như là nếu như mà giúp Hùng thì tụi thằng Kỳ nó sẽ không có bỏ qua cho nhóm bạn này và sẽ trả thù. Thiện mới quay lại nói, trời ơi mấy tụi đó hả, đừng lo. Đằng nào thì hồi xưa tới giờ tụi nó cũng đâu có tha cho tụi mình. Cũng đâu có tử tế gì đâu. Ngày hôm đó mọi người tụ tập với nhau là ngày 4 tháng 7 1989, là ngày lễ quốc khánh của Mỹ. Và ở ngoài đường thì người ta đi diễu hành nè, mọi người đội nón có hình quốc kỳ của Mỹ, rồi người ta cầm cờ Mỹ đó đi vòng vòng đường rất là nhiều, rất là đông, và ra đường chơi rất là đông bởi vì ngày đó là được nghỉ mà. Nhóm bạn này mới đi tới một cái bảng dán thông cáo của những người mất tích á, thì có một cái bảng đề là gần nhất luôn, là vừa mới ngày 1 tháng 7 thôi, là khoảng chừng 3 ngày trước thôi,
là có một người mất tích tên là Long, 13 tuổi. Có tin đăng lên á, là cảnh sát tìm thấy một cánh tay bị nhai nát của cái bạn Long đó. Bình mới đi tới và lật cái tờ giấy đó lên thì giống như là một cuốn lịch vậy đó các bạn tưởng tượng là giống như cuốn lịch vậy đó. Cái tờ ở trên cùng á, là tin mất tích của Long là cái ngày gần nhất là ngày 1 tháng 7. Lật lên á, thì ở dưới đó có một cái tờ dán mất tích của một bạn khác. Bạn này tên là Thành, cũng tầm khoảng chừng mười mấy tuổi thôi. Bình mới nhìn cái tấm ảnh đó rồi Bình nói, mỗi khi mà có một cái người mất tích á, thì cái người trước kia giống như là bị quên lãng luôn vậy đó. Là nó mất tích nhiều tới mức độ mà giống như là một cái cuốn lịch vậy đó các bạn. Tờ mới xuất hiện là tờ cũ người ta không dòm tới nữa. Mọi người nhìn nhau rồi cũng lo chứ các bạn, tại vì mất tích là tầm khoảng chừng mười mấy tuổi, là cỡ sàng sàng tuổi của mấy bạn này thôi. Rồi mới nói là không biết là cái việc này chừng nào nó mới kết thúc đây. Thì một hồi nữa Khoa mới ngập ngừng và nói là Khoa nghĩ là nó sẽ kết thúc, chỉ là một khoảng thời gian nữa thì nó mới kết thúc. Mọi người mới hỏi là tại sao Khoa lại biết á. Thì Khoa mới nói là Khoa đã nghiên cứu lại tất cả các sự kiện kỳ lạ xảy ra ở thị trấn Derry. Sau đó thì sắp xếp tất cả những cái sự kiện lớn lại với nhau thì có được kết quả như sau. Vụ nổ lò rèn xảy ra vào năm 1908, băng cướp Bradley năm 1935. Sau đó là vụ cháy hộp đêm ở Black Spot vào năm 1962. Và hiện tại trong thị trấn Derry đã có những cái vụ mất tích hàng loạt của trẻ em. Thời điểm hiện tại là 1989. Bốn sự kiện rất là lớn, trong đó có một sự kiện đang diễn ra là những cái vụ mất tích bí ẩn của trẻ em. Thì mỗi một sự kiện như vậy nó cách 27 năm. 1908 cộng 27 ra 1935, 1935 cộng 27 ra 1962, 1962 cộng 27 ra 1989. Thì có thể là có bạn sẽ thắc mắc là ủa sao nói 1989 mà cái vụ mất tích của bé Minh là đã xảy ra ở tháng 10 năm ngoái là 1988. Thì thật ra là nó cũng du di cái tháng thôi các bạn. Đại khái là nó sẽ cách nhau tầm khoảng chừng 27 năm. Chứ còn mình đâu có biết chính xác là nó bắt đầu từ tháng nào rồi kết thúc tới tháng nào đâu. Cho nên là theo cái sự suy đoán của Khoa là cứ mỗi 27 năm thì sẽ có một cái sự kiện khủng khiếp xảy ra. Mọi người mới ngồi bàn tán nói chuyện với nhau. Thì Hùng mới nói là ông nội Hùng nói là thị trấn Derry này bị nguyền rủa. Tất cả những người dân ở bên trong thị trấn đã bị một thứ tà ác. Nó ăn mòn người dân ở thị trấn Derry từng chút một. Tất cả những chuyện xấu xảy ra ở thị trấn là do cái thứ tà ác đó. Nó đã ăn mòn người dân ở thị trấn Derry. Và chính nó đã gây ra những cái sự việc này. Sang mới nói, nhưng mà cũng đâu có phải là một thứ duy nhất đâu. Bởi vì mỗi người thì đều nhìn thấy một cái khác nhau mà. Chứ đâu phải ai cũng nhìn thấy một cái y chang nhau đâu. Thì tính ra là nó không phải là một thứ. Thế là Hùng mới nói, rất có thể là nó biết chúng ta sợ cái gì, cho nên nó làm cho chúng ta thấy cái thứ mà mình sợ. Thiện nói là Thiện thấy một cái người bị lở loét giống như là một cái ổ dịch bệnh mà biết đi vậy. Sang mới thêm vào là tất cả những gì mà mọi người thấy nó chỉ là ảo giác thôi chứ nó không hề có thật. Đồng ý là nó sẽ nhắm vào cái thứ mà mỗi người cá nhân sẽ sợ. Hoặc là những sự mất mát đã qua đi, giống như Bình thì thấy bé Minh. Thiện thì thấy người bị lở loét các thứ. Còn chính bản thân của Sang thì thấy một người phụ nữ méo mó. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ rất là đáng sợ ở bên trong bức tranh treo ở nhà của Sang. Nhưng mà tất cả những cái thứ này nó không có thật. Nó chỉ là do trí tưởng tượng của con người tạo ra mà thôi. Tuy nhiên Hùng lại khẳng định là tất cả những gì mà Hùng thấy á, là lúc mà Hùng thấy cái thằng Hề nó cầm cánh tay nát bét rồi nó quẩy quẩy á, là Hùng thấy thiệt chứ không phải là nằm mơ hay là ảo giác gì hết. Hùng phân biệt được là ảo giác và đời thực. Mọi người mới nhìn về phía của Hùng và hỏi là vậy là Hùng cũng thấy cái gì đó hả? Hùng mới kể là có một cái căn nhà đã bị cháy ở trên đường Harris. Chắc là mọi người ở trong thị trấn đều biết cái chuyện này. Hùng là người ở trong cái nhà đó lúc mà nó bị cháy. Là cái tai nạn đó xảy ra với gia đình của Hùng luôn. Lúc mà vụ cháy xảy ra thì ba mẹ của Hùng bị kẹt ở cái phòng kế bên đó luôn. Kế bên phòng của Hùng luôn. Ba mẹ Hùng khi đó cố đập cửa rồi kêu tên Hùng, cố gắng đi tới chỗ của Hùng á các bạn. Thì bắp nghĩ là lúc đó ba mẹ của Hùng đang cố gắng đi tới chỗ con mình để mà bảo vệ cho con mình. Hùng nói là khi mà lính cứu hỏa tới thì cứu được Hùng. Nhưng mà lúc mà tìm ra xác của ba mẹ Hùng á, là cái da tay á các bạn bị cháy tới tận xương luôn. Và cái điều đó nó ám ảnh Hùng. Đó là nguyên do vì sao mà lúc mà Hùng thấy cái thằng Hề á, là thấy nó đang cầm một cái cánh tay và lắc qua lắc lại.
kiểu như là tay nè, tay bị cháy tới tận xương nè, kiểu vậy. Và Hùng chốt lại một câu là trong mỗi chúng ta ai cũng đều có một nỗi sợ, đúng không? Mọi người mới hỏi Tài là vậy Tài cậu sợ gì? Thì Tài mới nhìn xung quanh. Bữa đó là ngày lễ độc lập mà các bạn, người ta ra đường người ta chơi nhiều lắm. Rồi có những cái người mà bận đồ chú Hề á, đi ở ngoài công viên để mà chơi với con nít nữa. Nhưng mà chú Hề này á, là chú Hề Hề thiệt, chứ không phải là chú Hề sợ sợ như kiểu Pennywise. Tài mới quay sang và nhìn những cái chú Hề đó và nói là Tài sợ những chú Hề. Sau khi 7 người bạn của chúng ta nói chuyện với nhau một hồi rồi á, thì mọi người mới quyết định sẽ tụ tập lại ở nhà của Bình. Đi vô trong cái nhà mà để xe á, nhà kho để xe á, rồi kéo cửa kính lại, mọi người sẽ tụ họp ở bên trong đó. Mà theo như Bắp thấy, 7 bạn này hay tụ họp với nhau, rồi hay tập trung nhưng mà không có sự hỏi han của bất cứ một cái người lớn nào, thì thấy một cái sự thiếu quan sát, thiếu kèm cặp của người lớn và thiếu sự quan tâm của người lớn cực kỳ nặng nề đối với 7 bạn này luôn nha các bạn. Đó là sự cảm nhận của Bắp tới thời điểm hiện tại là như vậy. Tất cả mọi cái vấn đề mà họ gặp phải, họ chia sẻ với bạn bè, còn người lớn thì không ai giúp gì được hết. Thậm chí là trong trường hợp của Liên á, người lớn đi vô trong cái phòng là ba của Liên, đi vô trong nhà tắm nhưng cũng không thấy được những cái vấn đề mà Liên gặp phải. Mà thậm chí ông ta còn là một cái vấn đề rất là lớn đối với Liên nữa. Khi mà đã đóng cửa tắt hết đèn á, mọi người mới có một cái máy chiếu, chiếu lên trên một cái bức màn màu trắng. Bản đồ thành phố Derry hồi xưa, bản đồ cũ. Bây giờ thì thị trấn Derry phát triển nhiều hơn rồi. Nhưng mà nó cũng không có khác xưa là lắm đâu, chỉ có một số thay đổi thôi. Và mọi người bắt đầu quan sát xem là những sự kiện ngoài cái vấn đề thời gian thì có khi nào nó có liên quan về vấn đề địa lý không? Cả 7 người cùng quan sát cái bản đồ. Đầu tiên là nơi Minh biến mất, nó ở gần một cái cống. Rồi tới sự kiện xảy ra ở vụ nổ lò rèn, nó cũng có ở trong cái bản đồ của cống nước. Nó nằm ở trên một cái cống nước. Họp đêm Black Spot cũng ở cạnh một cái đường ống cống. Tất cả những sự kiện xảy ra đều ở ngay cái đường ống cống, là ở dưới có một cái ống cống. Và cái điểm giao nhau của những cái ống cống ở bên trong thị trấn Derry á, nó có một cái điểm giao duy nhất của tất cả các ống cống ở bên trong thị trấn tới một điểm. Đó là ngôi nhà. Nhìn lên trên bản đồ thì đó là căn nhà duy nhất. Cái địa điểm của căn nhà ở ngay con đường đó chính là căn nhà bị bỏ hoang của thị trấn mà không ai dám tới gần. Mọi người đồn đại á, là những người vô gia cư và nghiện ngập hút chích á, hay tụ tập ở bên trong căn nhà đó. Và tất cả mọi người đều khẳng định là họ rất là sợ khi mà đi ngang qua cái căn nhà đó. Giống như là có người ở trong nhà cứ nhìn họ chầm chầm vậy đó. Nhưng mà nhà đó là nhà bỏ hoang mà. Đó chính là căn nhà mà lúc mà Thiện đi ngang qua, rồi Thiện bị cái con zombie dí đó các bạn, rồi hồi nữa là gặp thằng Hề đó. Thì Thiện cũng nói đó chính là cái căn nhà mà Thiện đã nhìn thấy cái tên Hề đó. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Bình khẳng định như vậy chính xác, đó là nơi nó sống. Tất cả mọi người vẫn chưa biết cái thứ đó là gì, cho nên họ tạm gọi nó là nó. Khi mà mọi người vẫn còn đang bàn tán nói chuyện để tìm ra nó, Thiện càng ngày càng khó thở và có vẻ như là Thiện bị hen suyễn á. Lúc nào thì Thiện cũng có cầm một cái máy trợ thở, thì Thiện thở. Tại vì càng nghe cái câu chuyện này thì Thiện lại càng khó thở hơn. Một hồi nữa thì Thiện bực quá không chịu nổi nữa, đứng dậy quay mặt về phía mọi người. Thì khi này là cái lưng của Thiện hướng về phía cái máy chiếu. Thiện nói với mọi người là Thiện không thở nổi nữa, Thiện không muốn nói chuyện về cái vấn đề này nữa. Đây là mùa hè mà, chúng ta phải đi chơi chứ, tại sao chúng ta phải ở đây bàn bạc nói chuyện về những cái vấn đề như vậy. Thiện tức quá quay ra đằng sau xé luôn cái tấm bản đồ ở trên tường. Tại vì ở đằng sau lưng của Thiện là một cái bức tường trắng có dán một cái bản đồ. Rồi mọi người mới chiếu một cái máy chiếu lên, thì cái bản đồ ở bên trong cái máy chiếu nó sẽ đè lên trên cái bản đồ mới của thị trấn, thì mới tìm ra cái ngôi nhà, cái địa chỉ, nơi mà nó sinh sống. Thì Thiện mới xé đi cái tấm bản đồ ở bên trên cái bức tường, nhưng mà vẫn còn cái tấm bản đồ cũ của thị trấn Derry từ máy chiếu chiếu lên bức tường. Bình mới nói với Thiện là, cậu làm cái gì vậy, dán nó lên lại đi chứ. Rồi mọi người không ai đụng vô cái máy chiếu hết, tự nhiên cái máy chiếu nó nhảy. Và nó chiếu lên trên tường những cái tấm hình mà hồi xưa gia đình của Bình chụp á, là chụp chung với Minh, nguyên một gia đình, rồi những cái khoảnh khắc vui vẻ mà gia đình chụp lại làm kỷ niệm, nó chiếu lên trên cái bức tường đó, nhưng mà không có ai đụng vô cái máy chiếu hết. Bắt đầu mọi người cảm thấy có gì đó nó sai sai rồi. Máy chiếu nó cứ chạy bụp 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 và nó chiếu những cái hình ảnh khác nhau lên trên cái bức tường đó. Thiện đứng đó nó cũng rén, nó lùi chân lại ra phía sau.
Nó cùng với những người khác đều nhìn trân trối về hướng của bức tường, nơi mà máy chiếu phát lên trên đó. Trên máy chiếu xuất hiện tấm hình của gia đình Bình. Ba Bình đứng cạnh Bình. Bình thì nắm tay Minh, Minh thì nắm tay mẹ. Và gương mặt của mẹ thì lúc đó bị gió thổi, tóc nó che hết mặt của người mẹ cho nên không có thấy được gương mặt của người mẹ. Máy chiếu nó vẫn cứ thay đổi những cái tấm hình á, và giống như càng ngày nó càng zoom, càng phóng cái tấm hình đó gần tới cái gương mặt của người mẹ hơn. Nhưng mà tóc á, của bà đã che đi mặt rồi cho nên không có thấy, chỉ thấy là tóc thôi. Máy chiếu nó càng tới gần á, thì từ một cái tấm hình nó biến thành một cái video luôn các bạn. Giống như là nó đang quay hình của một người phụ nữ với một cái mái tóc đang bay ở trong gió. Và khi mà gió nó thổi cái tóc qua một bên á, thấy rõ được gương mặt, thì đó không phải là gương mặt của mẹ, của Bình và Minh, mà đó là gương mặt của nó. Ánh sáng ở trong phòng chớp tắt chớp tắt, cái đèn chiếu nó cũng nhấp nháy nhấp nháy. Liên hét lên rằng: "Tắt nó đi!" Tuy nhiên không ai tắt được cái máy chiếu hết. Khi ánh sáng lóe lên một lần nữa, mọi người nhìn vào trong màn hình thì không thấy gì hết. Là một bức tường trống trơn, không có bất cứ cái gì ở trong đó cả. Rồi chớp tắt một lần nữa thì đập vào mặt mọi người là một tấm hình Full HD luôn các bạn. Nhìn rõ mặt mũi miệng, một cái miệng cười ngoác tới tận mang tai, với rất là nhiều cái răng lởm chởm, dài ngoằng nhọn hoắt thò ra của Pennywise đang nhìn mọi người, và nó ngoác miệng cười. Và nó không chỉ là ở bên trong cái máy chiếu nữa, mà bùm, nó hiện ra bên ngoài. Và nó to, to một cách khủng khiếp, to một cách bất thường. Nó to như là cái mình của người khổng lồ vậy đó các bạn. Nó quay ngoắt cái đầu sang cái đứa gần nhất, đó chính là Sang. Mọi người thét lên: "Chạy đi Sang, chạy đi Sang, chạy nhanh đi Sang!" Rồi thằng hề Pennywise nó chồm bò ra bên ngoài. Nó bò bằng tứ chi, nó xông thẳng tới chỗ của Liên. Trong khi mọi người nháo nhào không biết phải làm sao cả, bởi vì trông nó rất là lớn, to lớn một cách khủng khiếp. Chỉ là bò thôi, nhưng mà lưng của nó gần chạm tới trần nhà luôn, là các bạn có thể tưởng tượng nó to lớn tới mức độ nào. Khi mà nó há miệng ra và sắp ngoạm tới đầu của Liên thì đột nhiên cánh cửa được mở ra, ánh sáng lùa vào bên trong. Pennywise biến mất. Anh hùng của chúng ta chính là Khoa đó các bạn. Khoa là người rất là nhanh tay, đã mở cửa của cái nhà kho đó lên. Liên run rẩy đứng dậy, đi ngang qua Khoa thì cũng có cảm ơn Khoa. Cảm ơn Khoa đã mở cửa kịp thời để cứu Liên đó. Nhưng mà người mà Liên đi đến ôm thì lại chính là Bình. Kiểu như khi mà mình sợ hãi nhất thì mình sẽ tiến tới cái người mà mình tin tưởng nhất, người mà mình cảm thấy thân nhất, thương nhất á, để có được cái sự an ủi á. Thì Liên đi tới chỗ của Bình và Bình ôm Liên để mà an ủi. Thiện mới nói là như vậy là nó thấy chúng ta và nó biết chúng ta đang ở đâu. Bình nhìn mọi người, nói bằng một giọng nói có phần hơi bực bội. Bực ở đây là bực nó chứ không phải là bực những người bạn của mình. Bình nói là nó luôn biết chúng ta đang ở đâu. Bình mới nói với mọi người là bây giờ chúng ta phải đi đến đó, đi đến căn nhà bỏ hoang đó, đi đến cái giếng đó. Minh đang ở đó. Nói xong rồi thì Bình xách xe đạp chạy đi trước. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Bình thường thì Pennywise nó tấn công từng người một và nó hù từng người một. Ngày hôm nay thì nó dồn cả nhóm lại, nó hù một lượt luôn các bạn. Cả 7 người bạn của chúng ta lần đầu tiên đối mặt trực diện với Pennywise. Nó xông ra và hình ảnh của nó rất là to lớn để mà tấn công nhóm bạn này. May mắn là khi Khoa kéo cái cửa lên thì nó biến mất. Chứ không thì không biết là nó nhai đầu 7 bạn này như thế nào nữa. Bây giờ thì Bình lại càng khẳng định hơn cho những gì mà Bình suy nghĩ, là nó luôn theo dõi mọi người và nó luôn biết mọi người ở đâu. Thay vì chạy trốn thì tại sao chúng ta không trực tiếp phản kháng và đấu tranh, chiến đấu với nó? Bình ngay lập tức lái xe đạp đi đến căn nhà bỏ hoang. Nhóm bạn của chúng ta cũng tức tốc đuổi theo, và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Radio Ma, câu chuyện của chú hề ma quái ít này nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.